Hiện nay, huyện Bến Lức đã ban hành 319 thông báo thu hồi đất cho các trường hợp bị ảnh hưởng từ dự án đường vành đai 3 tại 3 xã Mỹ Yên, Tân Hòa và Tân Bửu của huyện Bến Lức. Đa số người dân đều đồng tình với chủ trương của nhà nước. Tuy nhiên, mong muốn lớn nhất của họ là được nhà nước có chính sách bồi thường tái định cư hợp lý. Đến nay, huyện đã tiến hành xong việc kê biên kiểm đếm được 380 hộ, tăng 61 hộ so với ban đầu, diện tích 43,33 hecta. Xã Tân Bửu là địa phương có diện tích đất bị thu hồi nhiều nhất khi đường vành đai 3 đi qua địa bàn. Xã có 298 hộ bị ảnh hưởng với hơn 327.407 mét vuông đất. Trong đó, ông Phạm Hồng Lĩnh, nông dân ấp 5 xã Tân Bửu, có 6.515 mét vuông đất trồng lúa bị ảnh hưởng bởi dự án này. Thì nói chung thì cái này công trình của nhà nước. Thì tất cả bà con đây ai cũng đồng thuận là cũng chấp hành cái đường lối của đảng và nhà nước. Nhưng mà có cái yêu cầu của nhân dân á, ở đây chúng tôi đó, khi giờ nó ba qua thì phải có cái chính sách là giá cả đền bù cho nó hợp lý. À, nhất là những cái hộ mà người ta đã có cái đất nhà ở đó thì có tái định cư cho cái cuộc sống cho người ta nó tốt hơn. Nhắc đến việc chuẩn bị rời mảnh vườn 2.400 mét vuông để dành mặt bằng cho dự án đường vành đai 3, ông Nguyễn Văn Tùng ngụ ấp 6 xã Tân Bửu thật tâm không muốn rời đi. Nhưng dự án là chủ trương lớn của nhà nước nên ông và gia đình phải đồng thuận. Là mong muốn rằng là cái nhà nước cũng như là chính quyền địa phương mình là có một cái hỗ trợ thế nào đó cho cái thiệt thòi của người dân nó hạn chế thấp nhất có thể. Bây giờ trước mắt là không tránh khỏi được, trước mắt là mặt tinh thần. Vì ở đây là đất tổ quê cha hồi đó giờ. Hiện nay các đơn vị đã thẩm định giá đất dự kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh và chính sách bồi thường trong tháng 2 năm 2023. Đầu tháng 3 năm 2023 sẽ họp dân lấy ý kiến dự thảo phương án bồi thường. Từ cuối tháng 3 đến tháng 6 năm 2023, sẽ phê duyệt phương án bồi thường, ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ của từng hộ gia đình cá nhân và tiến hành chi trả tiền bồi thường bằng giao mặt bằng. Dự kiến đến cuối tháng 6 năm 2023, dự án khởi công và bảo đảm hoàn thành thông xe phần cao tốc vào năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án năm 2026.